Xin chào cả nhà trở lại kênh của Tính Mạch TV. Chúc cả nhà vui vẻ nha. Thì hôm nay mình quay cảnh cái chiếc xanh cho cả nhà xem. Thì bây giờ trời mưa cũng rất rắc, nó cũng không có nắng gì đó, nó mà trời mưa hoài. Cái xanh nó ướt ướt kìa cả nhà, nó có cái hổng, nước rất hộp vậy đó. Đó thì bầu trời thì lúc nào cũng mưa mưa lớn xong có mưa nhỏ vậy đó. Đó rồi đằng cuốn thì quay quần vui vẻ, chỉ có riêng là mẹ vàng thì ngồi ngắm mấy đứa con mình với đằng cuốn của mình chơi tung tăng nên mình quay cho cả nhà xem. Mẹ vàng chúc cả nhà vui vẻ nha. Thì bây giờ mình cứ ra sân là phải đội nón, giờ sợ rồi, không 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 đội nón là bị bệnh yếu vậy đó. Ta đang nằm, ta đang nằm, ta hiền khô mà cũng lại quậy gì ta nữa kìa. Là bên rẻ hả?
số thì ngắm ngắm cảnh, còn số thì tối ngày đi quậy phá. Ở thằng ròm thì xé giấy từ lưa đẳng kìa. Làm gì lúc kia thôi thôi mà ở trong chuồng người ra đây cũng vậy à. Thôi lúc kia anh em không mà có vô chưa. Có mấy anh em dễ thương không, lúc kỳ với thằng Lu là sợ, thằng Lu sợ quá trốn vô đó nằm luôn kìa. Thôi xin dừng video tại đây, chúc cả nhà dễ nha, cả nhà xem nhớ chia sẻ, bấm một like để kênh duy trì. Cảm ơn cả nhà nhiều nha. Thôi xin chào. Thôi con. Lúc ly dữ dằn, lúc kia quá dữ.